Hello, xin mến chào quý bà con. Minh Toàn đang đi trên cái tuyến đường mà đi lên cầu Bãi Cháy. Để mà Minh Toàn lên cầu Bãi Cháy để quay cái video gửi đến quý bà con của bác. Cầu Bãi Cháy ở đây là thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Về cầu Bãi Cháy thì thu hút và rất là nhiều người đến đây để tham quan chụp ảnh về cầu Bãi Cháy cũng như là các cái khu du lịch xung quanh cầu Bãi Cháy. Và cũng bên cạnh đấy thì cầu Bãi Cháy cũng có những cái câu chuyện huyền bí về cầu Bãi Cháy mà quý bà con cô bác cũng có thể tìm thấy ở trên mạng để chúng ta hiểu thêm về cầu Bãi Cháy. Quý bà con cô bác, chúng ta đang đi qua cái khu phố 10 của phường Bãi Cháy. Đây là một trong những khu phố mà dành cho cánh mày râu, tức là khu phố giải trí dành cho đàn ông. Đấy là được cái tên gọi đấy là được các cánh mày râu và các bạn trẻ đặt thôi. Ở đây thì như quý bà con cô bác, ban ngày thì người ta cũng có thể là cất biển, nhưng mà cũng có những cái quán mà người ta sẽ để biển, ví dụ như bia, nhà nghỉ hoặc là massage hoặc là dịch vụ cà phê. Đấy, ví dụ như đây Mộc Lan đây, cà phê đây. Em ban ngày đi trên cái phố này thì không thấy được các cái em gái xinh đẹp, nhưng mà buổi tối đi thì các em gái xinh đẹp rất là nhiều. Đây cà phê đây, cà phê Việt Anh. Chỉ có trên cái khu phố này thì chỉ có mấy trăm mét thôi, nhưng mà đến phải đến rất là nhiều quán dịch vụ. Lại cà phê giải khát đấy, nhưng mà ban ngày thì hầu như là người ta ít khi mà người ta mở cửa lắm quý bà con ạ. Các anh mà đến, các anh và các chàng trai, các thanh niên đến khu phố này thì buổi tối thì nhộn nhịp lắm. Đây lại một quán nữa đây. Để lên được cầu Bãi Cháy thì Minh Toàn đi cũng quãng đường cũng khá là dài. Đây, đây là đi thẳng cầu Bãi Cháy, còn rẽ phải là đi đền Cái Lân. Thì, Minh Toàn đi đến cầu Bãi Cháy, thành ra Minh Toàn xin phép đã được đi thẳng. Trên tuyến đường này thì cũng đang làm đường nên mà cũng rất là bụi và có nhiều xe chạy ra Móng Cái, Cẩm Phả. Thành ra là quý bà con của bác mà có lưu thông trên tuyến đường này thì cũng hết sức cẩn thận.
Minh Toàn sẽ có một cái video về toàn cảnh của cầu Bãi Cháy. Thì rất mong quý bà con cô bác hay xem video đấy ở trong cái kênh mà quý bà con cô bác đang xem. Để là người đầu tiên được thông báo và xem những video thú vị. Thì hy vọng quý bà con cô bác hãy làm một hành động, đó là chúng ta nhấn nút đăng ký kênh. Đăng ký ở đây là đăng ký miễn phí, và cái nút này nó nằm bên phía tay phải màn hình mà quý bà con cô bác đang xem, cái góc cuối đăng ký miễn phí. Thì rất mong quý bà con cô bác chúng ta nhấn nút đăng ký, thứ nhất là để xem những video mới thú vị, thứ hai nữa là cũng là ủng hộ kênh, giúp kênh ngày càng có nhiều video thú vị hơn, hấp dẫn hơn để gửi đến quý bà con, phục vụ quý bà con cô bác được tốt hơn. Từ đây mà đi sang Hòn Gai là cách có 5 km thôi bà con ạ. Đây, trước mặt chúng ta là cầu Bãi Cháy rồi. Và nếu mà để mà đi tham quan cái khu Hạ Long Bay thì đến gần chân cầu Bãi Cháy đây là chúng ta có một đường chúng ta rẽ phải xuống và chúng ta đi xuống cái khu Hạ Long Bay, hay còn gọi là cái thị trấn Bãi Cháy của thành phố Hạ Long, nơi mà thu hút rất là nhiều du khách trong nước và quốc tế về tham quan. Ồ thôi rồi, Minh Toàn lại không đi vào làn phía bên trong rồi. À, trên này có một cái làn đường phía bên trong. Đây, đây có cái này rất là cũng khá là đẹp. Đấy, quý bà con của bác thấy xe chạy ngược ra Móng Cái và Cẩm Phả rất là nhiều. Mến thưa quý bà con, nếu mà chúng ta đi xuống khu Hạ Long Bay là chúng ta rẽ vào đây, để rẽ phải vào đây và chúng ta đi xuống Hạ Long Bay. Minh Toàn xin phép đi vào cái làn bên trong này để Minh Toàn có thể là đứng ở trên cầu để quay cái video toàn cảnh về bãi cầu Bãi Cháy gửi đến quý bà con của bác. Trước khi lên cầu Bãi Cháy là có một cái cầu dẫn này, cầu dẫn này đây, cái đường xuống Hạ Long Bay đây quý bà con. Đấy, chúng ta mà rẽ phải là chúng ta sẽ đi, lúc này chúng ta rẽ phải chúng ta sẽ đi vào cái đường đấy. Và đây cầu Bãi Cháy đây. Trên cầu Bãi Cháy này thì gió khá là to quý bà con ạ. Đây Minh Toàn xin phép lên đây. Ngợp quá, đứng trên này nhìn xuống có vẻ hơi ngợp. Đây, mến thưa quý bà con, đây là cầu Bãi Cháy.
Và đằng trước mặt quý bà con cô bác là cái cáp treo mà đi từ Hòn Gai mà sang bên Bãi Cháy này, đi bằng cáp treo. Trước mặt là cái khu Hạ Long Bay. Bãi Cháy này thì khá là nhiều lượng xe lưu thông qua. Ở đây cũng là một trong những cái con cầu mà nổi tiếng về cái những câu chuyện, những huyền thoại, những câu chuyện bí ẩn xung quanh cái cầu Bãi Cháy này. Đây là cái tuyến đường trước mặt chúng ta là tuyến đường Bạch Đằng. Bạch Đằng. Tuyến đường này sẽ dẫn chúng ta đi đến Hạ Long Bay. Đây, quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy cái tàu. Đấy, cái tàu đang di chuyển ở đây. Wow, phía bên này là phía bên Hòn Gai quý bà con này. Còn trước mặt chúng ta khu các cái núi xa xa mờ mờ là khu đấy là khu Vịnh Hạ Long. Hình như là Minh Toàn đứng đây quay vlog thì ai đi qua cũng nhìn quý bà con ạ. Có cái hai người này đạp xe nguy hiểm nữa nhỉ. Em gái cười tít mắt. Dọc theo cái khu Hòn Gai mà trước mặt chúng ta thì cũng là một trong cái khu mà rất là đẹp ở Hòn Gai cũng như là Hạ Long. Và cầu Bãi Cháy này thì nó có hai cái cột dây văng. Hai cột dây văng. Đứng trên cầu Bãi Cháy này cũng có một cái cảm giác rất là sợ quý bà con ạ. Thứ nhất là về độ cao, thứ hai nữa là về những cái câu chuyện mà nếu mà quý bà con quan tâm thì chúng ta cũng có thể đọc ở trên mạng những câu chuyện về cầu Bãi Cháy. Thì Minh Toàn có đọc một vài câu chuyện và chính vì thế mà khi mà đứng ở giữa cầu này cũng thấy khá là sợ. Ngày xưa thì cái cầu tàu mà đằng trước mặt chúng ta đấy là các cái cầu tàu để cho du khách đi lên cầu tàu đấy và đi ra ngoài Vịnh Hạ Long mà cũng như là Cát Bà. Nhưng mà đợt này là các cái tàu mà đi ra Vịnh Hạ Long cũng như là Cát Bà là chuyển về hết phía dưới bán đảo Tuần Châu. Thành ra cầu tàu này bây giờ cũng rất là ít tàu, không, hầu như không có tàu luôn. Không có con tàu nào về du lịch ở đấy cả.
Đây, như quý bà con của bác nhìn thấy cầu này cũng đang mới làm thành tôn với sắt đang còn chắc chắn lắm, không như cầu Long Biên. Cầu Long Biên thì quý bà con của bác nhìn nó bị han gì nhiều, nhưng mà cầu này đang rất là chắc chắn.